Hiện tại tôi đang có mặt tại chợ Mơ, một trong những khu chợ nổi tiếng nhất Hà Thành. Từ một khu chợ truyền thống, chợ Mơ đã được đưa xuống lòng đất để tạo không gian hiện đại, sạch sẽ hơn. Tuy nhiên, chợ Mơ vẫn giữ nguyên được nét đặc trưng riêng, đó là sự đa dạng về ẩm thực và không khí sôi động. Chợ Mơ trước đây nằm ở cửa ngõ phía nam của thành Thăng Long xưa, họp theo phiên, mỗi tháng 6 phiên vào các ngày 2, 12, 22 và ngày 7, 17, 27 âm lịch. Tuy nhiên, tính đến năm 2014, sau khi được xây dựng, nâng cấp thành trung tâm thương mại, chợ Mơ nằm ngay giữa ngã tư phố Bạch Mai và Minh Khai, quận Hai Bà Trưng. Ngôi chợ này đã thu hút được lượng lớn khách mua hàng cũng như khách du lịch tại Hà Nội. Không gian chợ tuy nằm dưới lòng đất nhưng vẫn rất thoáng mát và sạch sẽ. Các gian hàng được sắp xếp gọn gàng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua sắm, từ quần áo, giày dép, đồ gia dụng cho đến các loại thực phẩm, đặc sản vùng miền đều có mặt tại đây. Đặc biệt, khu ẩm thực của chợ Mơ là thiên đường dành cho những tín đồ ăn uống với hàng chục món ăn truyền thống như phở, bún, cháo, bánh cuốn, nộm bò khô và chè cùng vô số loại đồ ăn vặt hấp dẫn, giá cả phải chăng. Ẩm thực chợ Mơ được nhận xét là đa dạng, phù hợp với túi tiền của thực khách, thậm chí còn rẻ hơn nhiều so với nơi khác. Không khí ở chợ cũng tấp nập và sôi động. Và thứ bảy chủ nhật là đông khách nhất. Và buổi trưa là giờ đấy là giờ ăn rất là đông. Cô cũng rất là mong muốn làm sao mà chợ càng ngày càng phát triển. Và rất nhiều khách hàng ở các nơi đến để chơi và mua sắm ở trên này. Nên là cũng rất là mong muốn như thế. Lý do mình đến đây thường xuyên bởi vì đây đồ ăn rất là ngon. Ví dụ như món vừa đây là món chè luôn. Ở đây rất là ngon, vị truyền thống, rất là ngọt, ngon. Các cô làm rất là có tâm huyết. Ở đây có cả món phở rất là ngon luôn. Có ngoài thích thú với đồ ăn thì mình rất thích khám phá những cái đồ khô ở đây này, các cái người ở đây này. Và những cái hàng hoa quả đây nữa, rất là tươi và ngon. Không chỉ là nơi mua bán, chợ Mơ còn là một địa chỉ quen thuộc của học sinh, sinh viên, người lao động, là điểm đến thú vị của nhiều du khách khi đến Hà Nội, bởi họ muốn tìm hiểu về cuộc sống thường ngày của người dân thủ đô. Mình cũng thường xuyên đến đây bởi vì chồng mình gần đây, mình đi học về hay là đi từ nhà đến trường thì mình cũng hay qua đây. Bạn đến đây bạn sẽ thấy được cái mộc mạc của chợ xưa đấy. Chợ Mơ không chỉ là một địa chỉ mua sắm, khám phá ẩm thực mà còn là một phần ký ức của người dân Hà Thành. Chợ Mơ đã, đang và sẽ luôn là một điểm đến hấp dẫn cho những ai muốn khám phá văn hóa ẩm thực đặc sắc của Hà Nội.